Em xin mến chào mọi người yêu hoa lan nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cách để mình kích cái mầm gốc của cây giả hạt phi điệp như thế nào để cho nó đúng cách và nó phát triển như thế nào nó tốt và thời điểm nào. Thì thị trường á, trên thị trường hiện tại bây giờ mình anh em bên gọi là chơi phi điệp này à, thì sử dụng rất là nhiều thuốc và nhiều cách làm lắm, cho nên mình sẽ giới thiệu cho mọi người từ nhiều cách làm và nhiều cái thuốc khác nhau và cái hiệu quả của cái nào nó tốt. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu, mà đây là những cái chậu mà mình đã kích rồi. Thì trên tay mình là một cái chậu phi điệp mình sử dụng là Kigi, là mình pha với nước tỷ lệ là một một một, thì một chai của nó là 15 cc, thì mình xịt ra là 1,5 lít nước. Thì nó như thế này, thì cái chai này mình xịt cách đây là khoảng 1 tháng rồi, xịt xong là khoảng tuần lễ là mình thấy nó đã nhú rồi. Nhưng mà đồng thời á, cái đặc biệt của hàng Kiki xanh á là nó ra mầm rất là nhiều, thậm chí nó nhảy nè, thấy không, nó nhảy rất là nhiều, nó nhảy lên đây đây à, nó đồng thời nó ra luôn cái bông. Thì nó kích cái hàm lượng mà khi mà phun vô gốc á, có thể là nó dư thuốc, nó chảy xuống rễ á, nó sẽ hút lên, nó sẽ làm cho cái cây mình nó ra rất là nhiều. À, đây là một cái chai Kiki xanh, nói chung là nó bị phai màu rồi. Thì cái này thì từng làm một thời nhưng mà cái mình xài thì cũng rất hiệu quả. Đây là cũng là một cái sản phẩm mình xài Kiki xanh nè, mọi người thấy không? Đó. Cái mùa này là cái mùa thời tiết nó cũng chuyển se lạnh á, cho nên cây nó cũng bị thấp ngọn cái yếu này một phần. Đó cũng là một phần do mình nó ra vừa ra kia rồi ra bông á, nó nuôi không nổi. À, một cách nữa là có thể đây là một cái chất dưỡng của Kiki S cộng này. Đây mọi người thấy không? À, cái cây của mình đã làm ra được khoảng hơn nửa tháng là nó ra mầm gốc như vậy. Rất là nù, rất là mập. Thì cái thằng này không phải là mình xài mình chia sẻ kinh nghiệm thôi, chứ cho bản thân của mình là mình không có bán cái này nha mọi người. Cái này nó thật là mình chỉ có mới xài lần đầu tiên. À, cái hiệu thuốc này nè. Cái này thì của anh Ngọc Linh chế phẩm thôi. Cái này là lưu hành nội bộ nha. Anh chia sẻ thôi. Nó ra cái mầm gốc tại vì nó đi được đầu ngọn nè. Và mầm gốc nó lên rất là nù. Thật sự để nói, cái này là lần trước cái cây này cũng vậy, lần trước đã mình đã xài Kiri Pro á, là mình đã kích nó một lần rồi. Nó đã nhú ra một nó nhú ra cái kiểu như bên đây nè. Đó, nó nhú ra một cú gì nó đứng rồi. Thì tiếp tục là hôm đó là cách đây khoảng tuần lễ mình mới nhổ lại cái ít cộng này. Nhỏ lên dinh lên lại là nó bắt đầu nó nhú lại. Thì bên đây thì mình không dám nhỏ, tại vì á, khi mà mình nhỏ nó mình sợ nó ra nhiều quá nó nuôi không nổi. Đây là cây còn đi đọt nha, rõ ràng. Thì cái này thì mọi người thì cân nhắc mà xài thôi, nhưng mà thấy cái nào ok thì mình chia sẻ mọi người. Cái này lúc trước á mình cũng đã xài kiwi xanh, mình đã phun nó một lần rồi. À, nó ra con bên mé bên đây nè, cái này nè, nó lên hai mầm rồi, bên đây nó cũng lên hai mầm rồi, còn thằng này cũng đã nhú mà nó đứng nó khô luôn á. Thì hiện tại thì mình mới nhỏ cái ớt cộng vô trên đây á, là chỉ có được vài ngày thôi, khoảng 5 ngày là nó đã bật gốc, nó đi lại nè, rất là tốt. Mình không chưa dám làm ở đây, chỉ làm ở đây thôi nha, làm thử thôi đó. Thì đó là một cái chia sẻ kinh nghiệm, thật sự là mình trồng vườn cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà mình thấy cái gì tốt mình hay thì mình chia sẻ cho mọi người để xài cái nào nó hợp hay không. Thì trước mắt mình đây là một cây HO. Thì khi mà mọi người lưu ý cho mình cái á, là cái cây nó phải đứng gọn và cái thân nó đã nù ra rồi, thì cái chất dinh dưỡng của nó đã đang có. Thì mình làm mầm gốc á, thì ở đây là cái mầm của nó ngay đây, mắt ngủ của nó nè, không thấy rõ không đó. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho mình, mọi người chuẩn bị cho mình một cái cọ với một cái nước, chén nước, thì mình sẽ vệ sinh nó nha. Mình sẽ trà, nói chung là mình quét á, cái này nó hơi khô quá. Nè, thì sau khi mà mình vệ sinh á, thì mọi người khi mà vệ sinh nó phải lột được cái lớp mà cái lụa của nó ra, thì nó cái mầm mà gốc á, nó sẽ màu được màu xanh xanh như vậy. Nói chung là cái này thì cái lụa của nó hơi hơi bị khô quá, cho nên á, là mình khó lột hơn chút. Mình lột nếu mình sát quá thì nó sẽ bị tổn thương, cho nên phải lọc sơ sơ vậy thôi, nó lòi cái thịt ra là được rồi. Đây một cũng là một cái chậu nữa nè, mình đã vệ sinh rồi nè, thấy không? À, đây thì sau khi mình đã vệ sinh rồi thì mọi người thấy là nó sẽ để nó lòi cái lụa ra nè,
nó chóc cái lụa ra nó sẽ đưa cái mắt mình ra nó màu xanh nè, đó, cái mắt ngủ mình đó. Thấy không? Cái này thì khi mà mình nhổ thuốc vô nó rất là ok. Chứ còn mà mình không có lộn cái lớp lụa ra thì nó sẽ chậm lâu hơn. Đây là một con chậu nữa nè. Thì cây này thì nó hơi nhỏ. Thì cho nên mình ưu tiên mình sẽ làm được nó là một một bên thôi, một mắt thôi chứ không làm hai mắt. Tại vì nó sẽ mau lớn hơn. Thấy rõ không? Đó, sau khi mình đã vệ sinh nó rồi thì cho nó khô thì bắt đầu mình sẽ nhỏ cái ớt cộng này vô. Thấy rõ không? Đó, cái ớt cộng này thì mình có thể mình lấy một cái tăm nhang á hoặc là tăm xí răng á, mình nhỏ vô cũng được. Thì ở đây thì mình không có cái đó thì mình xài cái này. Thật sự nếu mà mình nhỏ vô vậy thì nó quá là dư. Đó, chỉ cần á mình một chút xíu vậy thôi. Nè. Bắt đầu á, mình sẽ chấm vô ngay cái chỗ mà mình mới vệ sinh á. Cái này nó là một cái dạng như là nó đặt kẹo sệt nha, nè nè, kéo ra nè nó sệt nè. Thì nó áo qua nó đóng vô đây nó làm như là một cái lớp hồ vậy đó. Rất là tốt. Khi nó khô rồi á là khoảng một tuần lễ là mình đã thấy là nó đã bung lên. Mà cái chòi của nó đâm ra nó sẽ thúc đẩy cái dinh dưỡng nó ra nó rất là mập luôn á. Đó, đây là một cái cách làm ha. Thì có nhiều cách thì mọi người cứ tham khảo cách nào tốt thì mọi người làm ha. Thì mình cũng có thể là mình xài Kiki Rồ Mỹ. Đây là một cái Kiki Rồ Mỹ hồi nãy có giới thiệu rồi. Thì cái chai này thì mình phải pha với lại nước nha, tỷ lệ là 1:1. Thì có thể là mình pha hai cái chung quậy nhau thì mình cũng vệ sinh như vậy. Và mình có thể là mình xức vô như vậy á. Thì Kiki Rồ Mỹ nó vẫn ra, vẫn bật mầm gốc nhưng mà có tỷ lệ. Tỷ lệ là nó ra rất là nhiều và đều nhưng mà nó ra có thể bị chai như hồi nãy mình nói á. Tỷ lệ là nó có thể nó bị chai mắt ngủ. Chai mắt ngủ như thế này nè. Khi mà nó lên rồi á. Đó là nó bị khô là mình không nó khô á. Nếu mọi người xài Kiki Rô Mỹ á là khi mà mình đã xài Kiki Rô Mỹ rồi á thì mình sẽ lấy một cái miếng bông gòn thấm ướt đắp vào miếng đó đó để cho nó khô ra nha, nó khô khoảng nửa ngày trời. Rồi bắt đầu là mình lấy một là miếng giấy lụa giấy vệ sinh mình á đắp vô, hai là miếng bông gòn giữ ẩm đắp vô thì nó sẽ lên được như vậy. Còn nếu mà mọi người để không ở ngoài á thì nó sẽ nóng, khi mà mình treo ngoài vườn á nó sẽ khô và nó sẽ mau nó không có lên được, nó sẽ khô mắt ngủ như vậy nè. Nhưng mà nó không có chết đâu, nó sẽ nằm ở đó đó, mình sẽ đánh thức nó một lần nữa nó mới lên được. Thì hiện tại bây giờ á, đây hiện giờ như vậy nè, mình sẽ đánh thức lên cho mọi người luôn ha, là bằng cái ớt cộng này. Thì nếu mà mọi người thấy hay á thì cứ theo dõi kênh của mình thì mình sẽ quay lại chi tiết là cái mầm gốc như thế này là nó lên như thế nào. Tại vì mầm này bên đây nó đã cái vỏ lụa ngoài đã khô rồi, nó khô queo rồi ha, nó khô rồi. Bây giờ cái này thì đáng lẽ mình phải lấy cái đồ mình vệ sinh cho nó ra nhưng mà mình chơi chét vô luôn. Đó, khoảng 10 bữa nữa mình sẽ quay nó lên như thế nào cho mọi người coi ha. Rồi đó là những cách mình làm mầm gốc. Thì nói chung mầm gốc á thì mọi người lưu ý cho mình một cái thôi, mình đừng có cố mà nó tham tự nhiên nó là thâm á, nó ra nhiều quá thì nó nuôi không nổi. Và cũng tùy thuộc vào chế độ phân của mọi người xài như thế nào nó tốt, nhớ nha. Chứ còn nếu mà nói thiệt ra mình làm mầm gốc nó lên rồi mà cái phân của mình á đi á thì nó không đúng cái quy trình á thì nó nuôi cũng mầm gốc không nổi. Có những cây mình đi phân đúng nó mập lắm. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu thấy cái video này hay, like, chia sẻ và đăng ký kênh để biết những video clip lần sau. Rồi, xin chào mọi người nha.